Loạt công nghệ tắm trắng dành riêng cho phụ nữ Việt Nam. Suốt 13 năm qua, Trang đã nghiên cứu để có thể hiểu được làn da cũng như những nhu cầu của phụ nữ Việt nhằm phát triển một công nghệ tắm trắng tối ưu và phù hợp nhất. Tôi đã rất bất ngờ khi nhận được đề nghị hợp tác từ một đơn vị tại Việt Nam, nhận thấy nhu cầu làm đẹp của phụ nữ Việt ngày càng cao và không chỉ dừng lại ở làm trắng da. Lavender và chúng tôi đã phát triển loạt công nghệ tắm trắng với những đặc tính ưu việt lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Infra Aquasonic, ứng dụng ánh sáng kép infrared kết hợp hệ thống tĩnh điện mang lại hiệu quả dưỡng sâu trắng lâu, đồng thời giúp săn cơ tàn mỡ, định hình form dáng hấp dẫn. Maxtim lấy cơ chế hơi nước làm chủ đạo, giúp da thải độc, căng mướt và trắng bật từ gốc. Lipwhite, công nghệ làm trắng da, chỉ một đầu tiên tích hợp cả hiệu quả nâng cơ xóa nhăn chuyên sâu trong cùng một liệu trình. Các cuộc thử nghiệm đều cho thấy cả ba công nghệ này đều phù hợp và mang lại hiệu quả tối ưu cho làn da người Việt. Lavender White, hành trình 13 năm thấu hiểu làn da và biến hóa công thức trắng